Ngày 6 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu đã mời ông TVT, sinh năm 1979, ngụ tại phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu lên làm việc để xử lý về hành vi đăng tải thông tin thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông lên mạng xã hội. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 16 tháng 9, công an thành phố Vũng Tàu phát hiện một tài khoản Facebook đã 5 lần đăng thông tin lên nhóm Hội Chấp hành Luật Giao thông Vũng Tàu với nội dung ám hiệu vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn. Từ thông tin này, các thành viên trong nhóm hiểu có chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các vị trí trên để tránh đi đường khác. Qua xác minh, công an thành phố Vũng Tàu xác định ông TVT là người đăng tải các nội dung trên. Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận vào các ngày 18 tháng 4, 26 tháng 5, mùng 9 tháng 6, 26 tháng 6 và 16 tháng 9, ông T có đăng thông tin về chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các tuyến đường trong thành phố Vũng Tàu vào nhóm Facebook Hội Chấp hành Giao thông Vũng Tàu bằng các cụm từ ám hiệu như đang phát quà, phát bong bóng, trung thu. Công an thành phố Vũng Tàu đang lập hồ sơ để xử lý ông T theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.